Алло. Да, доброе утро. Доброе утро. Ну, как дела? Хорошо. Хорошо, как дела? Хорошо. Так, ну понятно, это хорошо. А hôm trước chúng ta đã học cái cách chào hỏi đấy. Thì nói chào em là gì nào? Доброе утро, đấy. Доброе утро. Доброе утро. Да, thế em sẽ nói theo nhé. Добрый день. Добрый Добрый вечер. день. Добрый вечер. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю. Благодарю. Не за что. Не за что. До свидания. До свидания. Пока. Пока. À, thế hôm nay chúng ta sẽ học thêm một câu chào hỏi nữa. Thì giá dạy em cái cách chào hỏi này trước, bởi vì sao cách nói này nó dễ đấy. Bây giờ có cái từ này là nói hơi khó một chút đấy. Chúng ta sẽ nói là Здравствуй. 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 Да, здравствуй, да, здравствуй. Đó, đối với em thì nó không khó Здравствуй. lắm đấy. Здравствуй thì em nhìn thấy đây có một âm vờ đấy, cái âm vờ này nó là âm câm, nó không đọc đấy, cho nên nó chỉ nói здравствуй, здравствуй, здравствуй đấy. Здравствуй. Здравствуй. Khi chúng ta gặp bạn bè hoặc là người thân trong gia đình, chúng ta sẽ chào здравствуй đấy, здравствуй. Thế còn khi mà chúng ta gặp những cái người lạ, chúng ta đến công sở mà chúng ta cần làm việc với lại các cán bộ ở công sở, hoặc là chúng ta gặp những cái người mà chúng ta rất trân trọng, ví dụ như là tổng thống nước Cộng hòa nào đó, tổng thống nước Nga chẳng hạn, vô tình chúng ta gặp, chúng ta sẽ chào ông là Здравствуйте, có đuôi che đấy, Здравствуйте. Thì cái từ là Здравствуйте, cái có cái đuôi che này này, nó là cái đuôi mà chúng ta gọi người ta là vui. Nếu chúng ta gọi là vui thì chúng ta sẽ nói Здравствуйте. Nếu chúng ta gọi người ta là tươi thì chúng ta sẽ nói Здравствуй. Gọi là tươi khi nào? Gọi là tươi khi mà chúng ta nói một cách thân thiện đấy, bạn bè gần gũi, chúng ta nói Здравствуй. Thế còn nói với những người mà chúng ta gọi trang trọng thì chúng ta sẽ nói Здравствуйте. Здравствуйте. Đấy, Здравствуйте. Đó. Thế bây giờ em tưởng tượng là bây giờ em cần đến công sở để làm việc, khi vào phòng làm việc chúng ta cần phải làm việc với một ai đó thì em sẽ nói Здравствуйте. Здравствуйте, người ta sẽ nói Здравствуйте đấy, sẽ chào lại em Здравствуйте, hoặc là người ta sẽ chào lại Доброе утро đấy, Добрый день đấy, đó. Thế còn một câu chào thứ hai nữa nó rất là gần gũi thông dụng, đó là cái từ Привет. Привет. Cái từ Привет này nó tương đương ở trong tiếng Anh là Hi, Hi. Đó. Thế còn cái từ Здравствуйте, Hello. Hello, Здравствуйте, hello, đấy, Привет, hi, đó, đó, nó tương đương như vậy ở trong tiếng Anh thì em sẽ hiểu ngay lập tức đấy, Привет, Здравствуйте, Здравствуй, đó. Thế bây giờ, đó là cái cách chào hỏi thông dụng nhất đấy, đây mới là cái cách chào hỏi thông dụng nhất đấy. Thế còn cái từ Добрый день, Добрый утро, vân vân này khác thì cái này nó là những câu chào hỏi gần gũi bình dân hàng ngày đấy. Đó. Đó. Thế bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái cách chào hỏi hỏi thăm nữa đấy. Đó là cái câu cách nghĩa là, cách nghĩa là, cách nghĩa là. Chúng ta có từ dia là đấy, nó xuất phát từ cái từ gì nào? Xuất phát từ cái từ dia là. Chúng ta có từ dia là, dia là, dia là công việc đấy, dia là công việc, là sự nghiệp đấy. Đó. Đó thì cái từ nhưng mà khi mà chúng ta biết rằng là khi nó chuyển sang số nhiều sẽ thành là dia là, dia là một số ít, dia là số nhiều đấy. Đó. Thế cho nên ở đây là người ta sẽ hỏi các dia là công việc của bạn ra sao, các dia là đấy, đó. Các dia là trọng âm rồi vào a đấy, các dia là. Thế khi trả lời người ta có 5 phương án trả lời đấy. Phương án trả lời thứ nhất, prikrasna, prikrasna. Прекрасно, прекрасно, là rất tuyệt vời. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Да, прекрасно là rất tuyệt vời. Прекрасно. Từ thứ hai chúng ta trả lời. Хорошо. 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 Хорошо.
ra Хорошо. шо хорошо Хорошо. хорошо là là tốt đấy хорошо хорошо đấy Yeah. à từ thứ ba của chúng ta na ô đứng trước trọng âm bị đọc là a na r mali No. li L. na Linh. No. à normalina 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 đấy Normalina. normalina đã Normalina. normalina à tiếp theo chúng ta có từ ничего ничего Ничего. да ничего Ничего. ничего Ничего. да ничего à ничего là bình thường à là không có gì cả ничего Ничего. à cái từ что chúng ta biết cái từ что что là cái gì đúng không đấy что à câu hỏi что là cái gì đấy что nhưng mà nếu mà không có cái gì thì là ничего thì là không có gì cả Ничего. что thì là có cái gì đó đấy Store là có cái gì đó nhưng mà không có cái gì thì nó là ничего đấy ничего à Ничего. đó ничего up à ничего đó à thế như vậy là gì à người ta sẽ nói là как дела ничего как дела Ничего. ничего thì ở đây có điều gì cần lưu ý ở đây có cái chữ g à các em tự học các em hay tự đọc là à những em nào mà tự học ấy đấy Ничего. à không có người dạy ấy, thì là các em đọc thấy trong chữ này chữ g các em đọc là ничего đấy à nhưng mà thực chất người Nga nói là nhi chia vô thành âm g này biến thành âm v đấy trong cái tập hợp e g o này nó đọc thành v yêu vua nhi chia vô Vô. nhi Nó chia chưa vô đấy nhi chia vô đó nhi chia vô Yeah. đấy à chúng ta có từ cuối cùng từ plocha plocha là sắp xem là tức là hoàn toàn không tốt tí nào đấy đấy à là công việc hỏng hết rồi chán lắm rồi thì gọi là plocha plocha đấy đó thế bây giờ có nghĩa là nào chúng ta đọc cùng cùng nhau đọc lại nào à, em đọc theo thầy giáo nào prekrasna Прекрасно. prekrasna pre Прекрас. krasna да Прекрасно. prekrasna да 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 а Прекрасно. а Прекрасно. хорошо Хорошо. хорошо нормально Нормально. нормально Нормально. нормально да нормально так Нормально. да ничего Ничего. плохо Плохо. à đó khi em nói cái từ normal normalina Ле. thì cái chữ Ле. l này em phải nhớ là cái đầu lưỡi chạm vào cái phần dưới của hàm răng cửa trên đấy normal normalina normalina đấy Normal. đó em cứ ngồi luyện luyện em Normal. luyện nói chung là phải luyện độ khoảng từ 2 3 ngày cho đến 1 tuần thì em sẽ nói được nhuần nhuyễn cái chữ l mềm này đấy normalina đấy Là. đấy normalina đấy đúng chưa nào Yeah. đấy Tạ, Normal. bây giờ thầy giáo sẽ hỏi các viết là thầy giáo sẽ chỉ cái từ em cần trả lời đấy. Các viết là Prikar. prikrasna. Prikarasna. Prikrasna. Prikarasna. Đó. À các viết Прекрасно. là Хорошо. Хорошо. Các viết là Нормально. Да, Нормально. нормально. À, нормально. À, Нормально. đấy. Đó, cái kéo dài cái Нормально. âm có trong âm này ra đấy. Как дела? Нормально. Нормально. Да? Как дела? Нормально. Да? Как дела? Нормально. Как дела? Ничего, Ничего. ничего. Как дела? Ничего. Плохо, Плохо. плохо. Да? Как дела? Плохо. Плохо. Да? Так, Плохо. хорошо. À, thì bây giờ em tưởng tượng nhé. À, nhà em với nhà thầy giáo ở cạnh nhau. Hôm nay, sáng nay chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp nhau buổi sáng. Thầy giáo sẽ chào em. Доброе утро. Em sẽ chào sao? Доброе утро. Да, em có thể chào доброе утро là gì? Здравствуйте. А, Đấy. Доброе утро. здравствуйте. Здравствуйте. Đấy. Как дела? Здравствуйте. Thầy giáo hỏi em как дела? Em nói sao? Хорошо. 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 Да. Да. Хорошо. Как дела? Спасибо. Хорошо. Как дела? А. Спасибо. Хорошо. Да. Как Хорошо. дела? Спасибо. Хорошо. Да. До Да. свидания. До свидания. До До свидания. свидания. Да. Đó. Пока, Пока, да, до свидания, пока. пока, да. À, đó, thì như вậy là đó là cái cách chào hỏi khi người ta gặp nhau, đấy. Вот. À, tiếp theo hôm trước chúng ta đã cùng nhau bắt đầu học cái khái niệm là sở hữu ở trong tiếng Nga, đấy. À, sở hữu trong tiếng Nga chúng ta có thể nói là gì nào? Chê, chia, đấy. Chê, chia. À, đúng không nào? Chê, chê tới đồm, trả lời sao? Ê tơ. Ê tơ môi đồm. À, chia ê tơ còm nó ta. Ê tơ. Maya còn Mà nữa giá ta. còm nó ta. Chê ê tơ giả vốt. Chê ê tơ giả vốt.
это наш завод. Это наш завод. Да, завод. Чья это мама? Это твой мама. А, это твоя мама. Твоя, да? Это твоя, это твоя моя мама. Мама. Хорошо. Yeah. Чей это брат? Это мой брат. Это мой брат. Чья это сестра? Это ваша сестра. Это ваша. Это ваша. Да, это ваша сестра. Сестра, да? А mm. Thì như vậy đó là câu hỏi cho giống được, câu hỏi cho giống cái. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem câu hỏi cho giống chung nó sẽ như thế nào. Đấy. Câu hỏi cho giống chung à nó sẽ là gì nào? À, chúng ta sẽ cùng xem đấy. Tak. À em đoán xem nó là gì? À chiều. À chiều. Đấy. Chiều. Đó là câu hỏi cho giống chung. Chiều đấy. Thế và các đại từ sở hữu của giống chung nó sẽ có dạng như thế nào nào? À mayo. Tvayo. Naše. Nasio. À mayo, tvayo, naše, vaše. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các danh từ ở giống chung. Chúng ta có thể có những danh từ như thế nào. Đó. Chúng ta sẽ có danh từ akno, vino, vino, piva, pismo, pismo, café, 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 palace, more, palace, more. À, trong tất cả những từ này có hai từ thì đã có thể hỏi em palace là gì? Áo dài. Áo dài. More là gì? More là biển đấy. À, em khi nói more em tưởng tượng đó là biển Vũng Tàu đấy. À, đó là biển more. More. More là biển đấy. À, đó. À, pismo là gì? Thư. Là bức thư đấy. À, thế coi nào anh viết thư cho em bao giờ chưa? Yeah, viết thư điện tử. Viết thư điện tử đấy. Bây giờ viết thư điện tử nhiều đúng không đấy? À đó, yeah. không có thư giấy để đọc đấy. À không có thư giấy là nếu có thư giấy còn để lại sau này còn làm chứng đấy. À viết anh viết cho em đi nhé, không cãi được đúng không đấy? Так вот, хорошо. À thế bây giờ thì nó sẽ hỏi em nào. Chưa это окно. А это моё окно. À chưa это вино. Это твое вино. Твое вино. Ты на чем-то сидел? Наше. Наше. Ваше. Наше. Ваше. Мое. Мое. Твое. Твое. Наше. Наше. Ваше. Наше. Ваше. Чье это письмо? Это мое письмо. Чье это кафе? Это твое кафе. Чье это платье? Это мое платье. Чье это море? А, это наше. Это наше море. Да? Наше à, да, море. Хорошо. А thì như vậy vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau xem gì nào? Đó là à danh từ ở giống chung với các câu hỏi sở hữu ở giống chung và các đại từ sở hữu giống chung. Đấy. Thế chúng ta sẽ xem là đi với số nhiều nó sẽ có định dạng như thế nào. À đó là định dạng chi, chi, chi là của ai đấy. Thế và chúng ta sẽ cùng nhau xem các danh từ ở số nhiều này sẽ có thể là có những danh từ như thế nào nào. À chi đa mà, đa chi mà. Dân từ, dân từ, chi còn là tí, chi còn là tí, chi sistri, à sistra, sistra là số ít đấy. Sang số nhiều là sistri đấy, sistra, sistri. Chi okna, chi okna, à chi platia, chi platia, à thì bây giờ chúng ta sẽ lấy à cái từ brat này sang số nhiều là gì nào, brat, nào có nhớ không nào, brat, bratia, bratia, à bratia đấy, à đó bratia đây là một trong những danh từ biến đổi khá đặc biệt đấy, à nó có đuôi gì, đuôi à, dấu mềm và yên đấy. Bratia đấy, bratia. À đó, thì như vậy ở đây chúng ta đã thấy là gì nào? Đó là các danh từ số nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng các đại từ sở hữu ở số nhiều để trả lời đấy. Khi chúng ta được hỏi đấy, à, các đại từ sở hữu có định dạng là mai ý, tvai ý, đấy, tvai ý, nashi, vashi, vashi, đấy. À, mai ý, tvai ý, nashi, vashi. À, bây giờ chúng ta sẽ đọc, thầy giáo sẽ hỏi em sẽ trả lời nào. Chia từ đà má.
Etemai etemai idama đấy idama. À đặc chia thời gian tới eto tvai zan zan tui à eto tvai zan tui đấy à tak chia tới còn nữa tui eto nashi còn nữa tui chia tới siêu tri eto mai siêu tri đã chia tới okna eto vashi okna chia tới platia Это мои платья. Это мои платья. Чьи это братья? Это твои платья. Это твои братья. Да? Так, хорошо. А, thì như vậy đến đây thì chúng ta đã thấy là gì nào? Chúng ta đã có các câu hỏi ở giống đực, giống cái, giống chung và số nhiều. Đồng thời chúng ta cũng có những đại từ sở hữu ở giống đực, giống cái, giống chung và số nhiều. Đấy. À, chúng ta nhận thấy ở đây là gì? Thì giá chia đây là bốn cột. Đó là cột giống đực, danh từ giống đực. Cột danh từ giống cái, cột danh từ giống chung và cột danh từ số nhiều. Đấy. À như vậy ở đây trong các đại từ sở hữu ở đây, chúng ta thấy mới có bốn đại từ sở hữu: của tôi, của bạn, của chúng tôi, của các bạn. Đấy. À nó còn thiếu ba đại từ nữa, đó là ba đại từ gì nào? Đó là đại từ của anh ấy, của cô ấy và của họ. Đấy. À thì bây giờ thầy giáo sẽ viết nó xuống giấy này. Đấy. À đó. Em nhìn thấy chưa nào? À ở đây chúng ta nhìn thấy là đại từ của anh ấy đâu nào, của anh ấy, yếu vô là của anh ấy đấy, à yếu vô là của cô ấy đấy, à, đó yếu vô là của cô ấy và ý ý là của họ đấy, ý là của họ, à đúng không nào? Thế nhưng mà em nhận thấy trên này là gì? À thì giáo chia ra các đại từ ở trên này thành nhóm giống đực, giống cái, giống chung và số nhiều, nhưng mà ba đại từ này thì thầy giáo không phân chia ra là theo giống nào cả, mà nó đi cùng một lúc với cả giống đực, giống cái, giống chung và số nhiều. Có nghĩa là gì? Nó hoàn toàn không thay đổi khi đi với các danh từ. Đấy. Bất kể đó là danh từ giống đực, giống cái hay là giống chung thì nó vẫn như vậy, nó chả thay đổi tí nào. Đấy. Để hiểu chưa nào? À ví dụ như ở đây nhé, nếu chúng ta có đại từ môi là của tôi, khi đi với đôm thì nó là của tôi là môi. Khi đi với con ta là danh từ giống cái thì nó phải là mai già, nó phải thay đổi đúng không nào? Đấy, khi đi với ăn nồi danh từ giống chung nó phải là mai dồ, đấy khi đi với số nhiều nó phải là mai y. Thế nhưng mà cái yêu vô này nó chẳng cần biến đổi đấy, à đó, à ba cái đại từ này nó cứ như thế thôi. À yêu vô đồm, ngôi nhà của anh ấy, yêu vô còm nát ta, à đúng không, em thấy nó có biến đổi đâu đấy, yêu vô còm nát ta, yêu vô ăn nồi đấy, yêu vô đam mà, à đúng không nào? Đấy. À đó. Thế cho nên là gì? À cái tiếng Nga này nó rất ngộ đấy. À nó mà cứ như thế này nó không biến đổi, như này có phải thích không? À nhưng mà nó lại biến đổi. Đấy. À chính nhờ cái biến đổi, tại sao nó biến đổi? Nó biến đổi như thế nó làm cho cái tiếng Nga nó có vần điệu, nó có giai điệu đấy. À nó có giai điệu chỗ nào? À ví dụ như là komnata thì nó là mai ya. Đấy. À đó. À akno thì nó là mai yo. Nó biến đổi, nó biến đổi cùng tạo thành những cái âm điệu, à khi mà nói thì nó sẽ rất là hay đúng không nào? Chứ tiếng Nga nó rất là uyển chuyển ở cái chỗ đó đấy, nó không cứng. À ví dụ như bây giờ người ta nói đây là cái cửa sổ mới của tôi, etemayo no voye akno, đấy. À đó. Thế nếu mà nó cứ không biến đổi như này thì nghe nó cứng nhắc, nghe nó không hay. À đó. Thế vậy thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau học hết được 7 cái đại từ sở hữu, 4 đại từ biến đổi và 3 đại từ không biến đổi đấy. À đó. Thế bây giờ thì giáo sẽ có một cái vòng tròn như thế này. Đấy. Đó, giáo sẽ có một cái vòng tròn như thế này. Cái vòng tròn này, à, em nhìn ở trên cái vòng tròn này, à, nó có 7 cái đại từ sở hữu. À đúng không nào? Đấy, 7 cái đại từ sở hữu. Thế và thì giáo sẽ hỏi em bằng các danh từ, em sẽ phải dùng lần lượt 7 đại từ sở hữu này theo vòng tròn đấy, để làm gì? Không lặp lại nhau đấy. À nếu câu trước nói môi rồi, câu sau sẽ dùng từ vôi, câu sau nữa sẽ dùng nash đấy, khasho đấy. Đấy, hiểu rồi đấy. À hiểu rồi, đúng là đấy. Em bây giờ thầy giáo sẽ hỏi và em sẽ trả lời dùng các đại từ sở hữu này đấy. À chia eto dom. Eto moi dom. Đấy, chia eto komnata. Eto tvoi komnata. Tvoya komnata. Tvoya a tvoya komnata. Đấy, chia eto pivo. Eto nash pivo. Nashe pivo. Это наше пиво, наше пиво, да? А чьи это дома? Это паш.
Vashi Vashidama, damade. Eto Vashidama, vashi damade. Vashidama, Ah, Vashidama. chê tê papa. Eto Yevô Baba, papa, de. Yevô Ah, Baba. chê tê brat. Eto Yiyo brat. Eto Yiyo yiyo Brat, brat, de. Yiyo Brat. Ah, da. Chê tê babushka. Это Это их их бабушка, бабушка, их бабушка, да? бабушка. Чё это кафе? Это мой кафе. À, đấy, à lại môi rồi, đấy phải là gì nào? Mayo, đấy, cà phê là danh từ giống đực, đấy. À em để ý là gì? À em để ý là gì nào? Em để ý thầy giáo hỏi em đấy. À thầy giáo hỏi em là gì? À thầy giáo hỏi em là chio, thì em trả lời mayo. À, thì giáo hỏi cha, em trả lời maya. Đấy. Chi, em trả lời mai. Đúng chưa nào? À, đó, thế vậy thì tiếng Nga thì hay nói vui là gì nào? Nó giấu đầu ở đuôi đấy. À, nó hỏi em là chi đây rồi, nó đã gợi ý em đây là sẽ là đuôi y. Đấy. Chio thì nó sẽ là đuôi yo, mình nói mayo. À, đúng chưa nào? Đó. Bây giờ nghe lại nhé. À, ta nghe lại nào. Chê tơ dồn. Môi Ê tơ mối dồn. À, chê tơ mama. Chia ai tới mama. mama. Đúng rồi, tới tới mama. Chio ai tới pismo, chio ai tới pismo. Nashe, nashe pismo, đấy, nashe pismo, đã. À, chi ai tới dàn tới. Chi ai tới dàn tới. Ai tới mai ý. Mày ý dân tươi đà, em phải trả lời theo vòng tròn này cơ mà đấy. À đó, đấy chưa? Đây là đến lượt em phải nói trả lời là gì? Ete vá si dân tươi. Vá si dân tươi đấy. Ta cái rasso chia si stra. Si stra đà. À, chia ete phát ta. Phát ta. Phát ta là cái gì? Phát ta là cái gì? Phát ta là cái bông Cái khăn voan của cô dâu. khăn von, khăn von, đúng khăn von. Em vẫn quên đúng không nào, thì đã hỏi em là gì, em đã đội khăn voan bao giờ chưa, phát Khăn ta đã đội von, bao giờ chưa đấy. À, phát ta chắc là đấy. do chưa chưa đội bây giờ cho nên là không nhớ đấy thầy. À đây 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 Đâu rồi sẽ nhớ. à đây 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 khá show. À ta chi từ giờ vốt Nhà máy. e tờ Eto ít ít giờ ít vốt ra vô ít giờ vốt đấy e tờ ít ít giờ ra vốt. vô À chưa từ plat chi ấy. Eto Eto mo Eto mayo Platie Mà yếu plat da. À, chia tơ còm nà tí. Eto Ê tơ tơ còm vài là ý chi còm nà tí còm là da. chi À, chia chua. À, chia tơ xíu tí. nashi Eto là nasi Nà xí. Xíu tí. nasi Xíu xio tí xio da. tri Nà xí xíu xio tí tri da. Nà xí xio xíu tri tí. À, ta khá rõ. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học về cái cách nói sở hữu ở trong tiếng Nga đấy. À, dập dạp nó là như vậy. Thế đến khi mà trong quá trình học thì chúng ta sẽ củng cố thêm kiến thức đấy. À đó. À bây giờ chúng ta sẽ sang một phần khác là chúng ta sẽ cùng làm bài tập thực hành với nó xem như thế nào đấy. Chúng ta có một cái bài tập như thế này. Đấy. Thì giáo Hoa Hoa sẽ hỏi em chê tơ dồn. Eto À dồn, môi dồn đấy. Chia etemashin na. Maya Masuna Ete maya masuna. Masuna Chê tơ dom. Eto Mayo No, gì đây? Eto Ete mối dom, Mối đó là danh từ giống đực đấy. Đồn Ete mối dom, à tạc. Chê ete druk. Mối Это druk. мой друг, À, ete mối druk. друг, Chê ete babushka. Это моя бабушка. Чей это дедушка? Это мой Дедушка. дедушка. Чье это вино? Это мое вино. Это мое вино. Đấy. À đó. À thế như vậy là gì? Vừa rồi cho em đã trả lời theo từng từ một đấy. Thế bây giờ về nguyên tắc ra. À, khi mà em người ta cho em một từ masuna thì đầu em nó phải suy nghĩ. À như vậy masuna là đuôi A.
Doya có nghĩa là danh từ giống cái. Nếu danh từ giống cái thì chúng ta sẽ phải có maya để trả lời. Đấy. À, lúc đó em sẽ nói ete maya masun này. Đấy. À, tức là cái quá trình đó để em phân tích nó rất là lâu. Đúng không nào? À, thế bây giờ à, có một cái cách nào khác để có thể nói nhanh được không? Có. Đấy. Đó chính là cái cách mà người ta nói giao tiếp. Người ta học luôn. Maya masuna, maya masuna, moi zont, moi zon, moi druk, maya babushka, moi dieduska, vino, mayo vino, mayo vino, dom, moi dom, moi dom. À, người ta cứ ngồi người ta nói đi nói lại như vậy đấy. Em nhỉ? À, thế thành gì? Nó thành cái từ, thành tập hợp, nó ăn sâu trong đầu người ta rồi. Moi dom, dom, moi. Moi dom, dom, moi. Maya masuna, maya, maya zont, moi, moi zont, đấy. Babushka, babushka, maya, druk, druk, moi, moi, druk. Đấy, đó. Thế ngay từ người ta hỏi, chin druk, moi. Moi, druk. Chia masuna, maya, maya masuna. Maya masuna. Chia dom, moi dom. À, đó, người ta nghĩ nữa. Em vậy? Tức là cái gì, lúc đó đầu nó không phải phân tích nữa, nó không phải phân tích đây là giống đực hay là giống cái. Nếu giống đực thì nó như thế nào, giống cái thì phải ra sao đấy. À mà nó gì? Nó học luôn thành một cụm từ, em hiểu thế nào? Đó, thế vậy thì chúng ta sẽ đọc thành cái cụm từ môi đồ, mày ovino, mày adieduska, môi dieduska, mày adibabuska, môi đu, môi đôn, mày amusin. Đấy, à đó, à người ta đọc như vậy thì nó trở thành một thói quen và đến khi người ta nói. À thậm chí kể cả nhiều khi người ta nói sai, người ta cũng nói mặt tỉnh khô, đấy. Kinh như thật. Đúng không nào? Quan trọng là gì? Quan trọng là em nói được, nói nhanh và nói, trả lời, phản ứng ngay lập tức. Đấy, đó, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp. À, hôm nay chúng ta sẽ xem 4 nguyên âm đôi ở trong tiếng Nga. Đấy, mặc dù chúng ta sử dụng rất nhiều rồi, nguyên âm đôi này chúng ta sử dụng nhiều trong những cái ví dụ vừa rồi đấy. Thế nhưng mà à, cái việc mà chúng ta nhắc lại một chút, nó vẫn là cái nguyên tắc về lý thuyết. À, chúng ta đã biết trong tiếng Nga có 10 nguyên âm. Chúng ta đã học 6 nguyên âm đơn. A, O, U, E, I, U. Đấy, à đó. Hôm nay chúng ta học nốt 4 nguyên âm đôi, đó là nguyên âm I, A. I, A. Ghép với nhau thành Ya. Ya. I, ya. O. Đấy. Ghép với nhau đọc là Yo. Yo. Đã, I, U, U. 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 I, U. E. Đọc là Ye. Ye. À, chúng ta có từ Yup cả. Yup cả. À, đây có âm P. Âm B. Ở đây. Bị đọc thành âm P. Yup cả, yup cả, yup cả, đọc là yup cả, yup cả. Bố thế ta bố, thế ta yup cả là cái váy đấy, cái váy. Cái váy, yup cả, yup cả. Chúng ta có từ ida, 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 ida là đồ ăn, ida, đấy, đồ ăn. Rucksack, 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 rucksack là cái ba lô đấy, cái ba lô. Tạc, yam. 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 Yam là một cái hố. Yam. Yam. Đấy. Yam. 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 À tiếp theo, Russia. 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 À, Russia là nước Nga đấy, nước Nga. Russia. Miot. Russia. Miot. 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 Miot là mật ong đấy. Miot. Inot. Miot. Inot. Inot. Inot là con gấu mèo này đấy. Inot. Inot. Inot đấy. Inot. À, ta khách sạn sẽ hỏi em. Chia tư dục cái. Chia. Ê tư dục cái. Ê tư mai giá. Ê tư mai giá dục cái. Mai giá dục cái. Chia. Chia tư gì đã. Đồ ăn quá đây. Ê tư mai giá. Ê tư mai giá gì đã. Ê tư mai giá gì đã. Chia ê tư rục giác. Ê tư mai giá rục giác. Ê tư. Ê tư mai. Môi rucksack. Vì sao nó là danh từ giống đực đấy. Yeah, à, yeah. Tăng công phụ âm là danh từ giống đực rucksack. Ê tơ môi rucksack đấy. Đấy. À, chê tơ miot. Chê, ê tơ miot. Chê. Ê tơ môi miot. Môi miot. Nếu mà nói chê thì là miot môi đấy. À, đúng không? Chê inot. Chê tơ inot. Chê tơ inot. Ê tơ tơ vôi inot đấy. Inot. Tơ vôi inot đấy. À, đó. À, khá rất sâu. À, chúng ta có từ tiếp theo nào. Miesta. Miesta. Miesta nó là chỗ ngồi. Chỗ ngồi đấy. Một vị trí, một chỗ ngồi. Miesta. Miesta. Đây là danh từ giống gì đây? Giống chung đấy, danh từ giống chung có đuôi ô đấy. Vietka. Chúng ta có từ Vietka. 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 Đó là cái cành cây đấy. À, đó là danh từ giống cái đấy. Chua chả. Chua chả là bà cô, bà gì? Chua chả. Đấy. Dia dia. Dia dia. Dia dia là ông chú, ông bác đấy.
Yeah. 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 À đó, thì như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem bốn cái phụ âm này đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài đọc như này. À có một cái bài đọc. Em hỏi một xíu Đây. là chia chả là dùng cái, còn Chua dia chả. dia là chua chả Yeah, dùng cái, dia còn dia này là ông là đúng bác. được, đúng được, Là đúng từ được. giống được đấy. À Dạ. đó. À bởi vì sao nó chỉ người đàn ông là từ giống được, Dạ. đúng không nào? Đấy. Đó rồi. Dạ. À хорошо. À thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái bài đọc đấy. À chúng ta có bài đọc như này đấy. Vốt. Chúng ta có bài đọc đây. Đó. Thì từ cái bài như cái hình ảnh này chúng ta phải đọc thành một cái bài đọc đấy. Đó. Thế giờ chúng ta sẽ đọc như thế nào nào? À chúng ta sẽ đọc. Kết thúc. À, phán đoán xong đọc nhé. À đó. Itu motro Etemoi druk. i Etemaya padruga. temaya patruga Etemaya padruga. Etemoi dom. itu modom Etemayo miesta. itemayo miesta Miesta, đúng rồi, chúng ta đã học cái từ miesta. Miesta có nghĩa là chỗ ngồi. miesta Đấy, cũng ngồi miesta. miesta Etemayo miesta. Đấy. À đó. itemayo miesta Etemayo miesta. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại nè. Em đọc lại nè. Itu motruk, itu maya, druga, Padruga. patruga, patruga, itu moi dom, Moi dom. itu moi mester, Mayo. itu Đã. mayo Đã. mester, Хорошо. yeah. À, thì bây giờ thầy giáo sẽ tắt nó đi nhé. Tắt nó. Yeah. Thế và em tưởng tượng cái bốn cái bức hình vừa rồi đây. Em tự tưởng tượng ra và em đọc. Itu maya Đã. patruga, itu Nhẹ, sai rồi. À, chúng ta nhìn thấy là gì? Etemoi dom. mayo mester, Etemayo Miesta. Đấy, à đó. Thế người ta sẽ nhớ lại nào. Đó, nhớ lại nhé. À, chúng ta có bốn bức hình đầu tiên. Đấy. À, đó, chúng ta sẽ đọc lại nào. itu moi truk, Đồ, druk, đã. Etemoi druk. itu maya patruga, Đã. itu moi dom, itu mayo mester. Mayo miesta đấy. À ta хорошо. À thì bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp ba bức hình dưới đấy. À ba bức hình dưới. Etemaya komnata. Itu maya komnata, Etemayo akno. mayo akno. Etemoi Itu môi gorat, Đã, đọc lại là itu Etemaya komnata. maya komnata, Etemayo akno. Etemoi gorat. itu môi gorat, Etemoi gorat đấy. itu môi gorat, Etemaya komnata. itu maya Etemoi komnata, mayo akno. itu mayo akno, Etemoi gorat đấy. itu môi gorat, Đấy. À đúng nè, đấy. À đó. Ta, thế như vậy ở đây chúng ta có ba bức hình tiếp. Thế bây giờ chúng ta phải tưởng tượng ra, nhớ lại nè. Đầu tiên là gì? Komnata. Komnata, akne, Akno. akne, I. gorat, Igorat. Đấy. À đó, gorat, bây giờ chúng ta sẽ gorat. tắt bỏ hình ảnh đi và em sẽ phải đọc lại nào. Ete Itu maya Komnata. komnata, itu Etemayo akno. mayo, Ete akno, itu moi gorat. Thế mới gọi là à, đúng À, nào đấy môi gorat. à Dạ. nhìn 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 ảnh kia nào đấy à đó Dạ. хорошо đọc lại nào Etemaya Itu maya komnata. Itu mayo mayo akno akno. Akno, itu môi gorat. à thế mới gọi là хорошо chúng ta đọc lại từ đầu nào Itu moi truk, itu đã maya patruga, Maya Petruga đã itu moi dom, đã itu mayo mester, Mayo Miesta itu maya komnata, đã itu mayo akno, đã akno, itu moi dorat, Gumoi Gorat môi môi gỗ rồi đấy gorat, em môi gỗ rồi à хорошо thế bây giờ thầy giáo sẽ hỏi em nhé thầy giáo sẽ hỏi em кто это itu môi truk,
Stoeta. Это моя подруга. Что это? Это мой дом. Что это? Это моё место. Моё место. Что это? Это моя комната. Так, что это? Это моё окно. Окно. Что это? Окно. Это мой дар. Город là thành phố. Đấy. Это мой город. Đấy. À đó. Мой город. Это мой город. Đấy. Это мой город. Так. À, хорошо. Чей это друг? Чей это друг? Это мой друг. Чья это подруга? Это моя подруга. Чей это дом? Это мой дом. Чье это место? Это моё место. Чья это комната? Это моя комната. Чье это окно? Это моё окно. Чей это город? Это мой город. Так, хорошо. А, thế bây giờ chúng ta sẽ học tiếp nè. Giờ đây sẽ đọc tiếp cho em nghe nhé. Это мой друг Том. Это моя подруга Анна. Это мой друг Антон Иванович. Антон Иванович. Антон Иванович. Это мой друг Антон Иванович. Это мой друг Антон. Антон. А trọng âm rơi vào đâu nào? Антон. Иванович. Антон Иванович. Это мой друг Антон Иванович. Это Анна. А, да. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào. Cùng nhau đọc lại. Так вот. À, đọc lại như nào nào? À. Это мой друг Том. Это мой друг Том. Это моя подруга Анна. Это моя подруга Анна. Это мой друг Антон Иванович. Это мой друг Антон Иванович. Да? Иванович. А, да. Это мой друг Антон Иванович. Да? Мой друг Иванович. Антон Иванович. Антон Иванович. А, да. А, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi và trả lời toàn bộ bài nào. Đấy. À, так. А, кто это? Это мой друг. Кто это? Это моя подруга. Да. А, что это? Это мой дом. Что это? Это мое место. Место. Что это? Место. Да. Это моя комната. Да. Что это? Это мое окно. Окно. Что это? Что это? Это мой город. Город. Мой город. Город. А. Город. Как его зовут? Как его зовут? Có nghĩa là gì? Это tên anh ấy là gì? À, да. Это Том. Это Том. Да. Как его зовут? Это Анна. Это Анна. Как его зовут? Это Антон. Антон. Иванович. Антон Иванович. Антон Иванович. Так, хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ nhìn đây và chúng ta tưởng tượng và chúng ta sẽ phải nói hết từ đầu đến cuối. Đấy. À, đó. À, nhất trí chưa nào? Đấy. À, так. À, thế bây giờ chúng ta nhìn và nhớ nào. Nhớ rồi, đúng không nào? Đấy. À, nhớ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời nhé. Đấy. Đấy. Так. Yeah. Вот. Так, вот đấy. À, chúng ta sẽ có những cái bức hình như thế này đấy. À, chúng ta sẽ nói nào. Это мой друг. Да. Это моя подруга. Да. Это мой дом. Да. Это моё место. Да. Это моя комната. Моя. Моя комната. Моя комната. À, моя комната. Да, nói đúng giọng âm đấy. Это моя комната. Да, это. Это моё окно. Да. Это мой город. Да.
etemai, Moi. etemoi, Druk. etemoi, truk tom, Tom. tom. Ete. Etemaya patruga, Ete maya padruga. patruga Anna. ana, Anna. Ete. ana. Ete. Etemoi truk, Druk. etemoi truk Anton i Ivanovich. Ivanovich, Anton Ivanovich. Ivanovich đấy. Это мой друг Ivanovich. Anton Ivanovich. À đúng không nào? Thế Yeah. như vậy là gì? Yeah. Bây giờ thầy giáo thậm chí bỏ cái này đi luôn. Em cũng vẫn nói được. Đấy, bởi vì sao em tưởng tượng những cái hình này đúng không nào? Đấy. À đó bây giờ thầy giáo sẽ bỏ cái này đi. Đấy. À bỏ hẳn cái này đi. Đấy. À đó. Ô tả. Thì em vẫn tưởng tượng đây có bốn cái hình, đây có ba. Đấy, em cứ thế em nói thôi, Yeah. đúng không nào? Đấy. À Yeah. em tưởng tượng với em nói nào. Etemoi truk, Đã. etemaya patruga, Đã. etemoyom, Đã. etemayomester, Đã. etemaya komnata, Đã. etemayo akno, Akno. Đã. etemoy gurt, Đã. etemoy truk tom, Đã. etemaya patruga ana. Đã. Etemoi truk Anton Ivanovich. À, Ivanovich đấy. À đó, em chưa quen với cách Ivanovich. nói tên người Nga cho em hơi lúng túng một chút đấy. Ivanovich. À thế Yeah. thực sự vừa rồi đó là gì nào? Đó là cái bài đọc này của chúng ta đấy. Tức là Yeah. bài đọc. À chẳng qua là gì? À chúng ta sẽ không học bằng chữ. Nếu chúng ta học bằng chữ chúng ta học đến mai luôn đấy. Nhưng chúng ta học bằng hình Yeah. ảnh thì chỉ cần một chút thôi, 5 phút thôi là chúng ta nhớ được đấy. Thế bây giờ em đọc lại toàn bộ cái bài đọc này nào. Đấy, bài đọc bằng chữ đây, đấy. Etemoi truk, etemaya patruga, etemoi dom, etemayomester, etemaya komnata, etemayo akno, etemoi dvorot, etemoi truk tom, etemaya patruga ana, etemoi truk Anton Ivanovich. Ivanovich đấy đó. À như vậy Ivanovich. em thấy chưa nào? À chỉ Ivanovich. cần một tí chút thôi chúng ta học Ivanovich. thuộc được cả bài này luôn đấy, học thuộc luôn và nói Ivanovich. luôn. Bây giờ cái bài này ở trong đầu em rồi, em không cần nhìn Yeah. cái chữ này mà em chỉ Yeah. cần nhớ ra cái hình ảnh này đấy. À em chỉ cần nhớ Mm. ra cái hình ảnh này, thế và em có thể nói được, em đứng chỗ nào em nói được, em đứng nấu cơm em nói được, em đứng rửa bát em nói được, đúng không nào? Đấy, em đi dạo chơi hoặc là thể dục buổi sáng em cũng lẩm nhẩm trong đầu em nói được. Thế vậy thì cái việc nói đó làm gì? Nó rèn luyện cho em cái cách nói, cái thói quen nói tiếng Nga đấy. Đó, và em cứ lẩm nhẩm em nói thôi, chỗ nào em lẩm nhẩm, chỗ nào có thời gian cái em nói được ngay. Em tưởng tượng ra những cái hình ảnh đó đấy. À đây những cái hình ảnh này, tưởng tượng ra. Thế là em nói thôi, nói đi nói lại, nói đi một cách trong một ngày em nói 10 lần, 15 lần, 20 lần. Để làm gì? Để rèn cho chúng ta cái rèn cho cái đầu chúng ta cái thói quen suy nghĩ và cách nói bằng tiếng Nga đấy. Đó, thấy chưa nào? À cái việc đó nó rất cần thiết. Bởi vì sao? Em có nói như thế thì em mới có thể là tạo cho mình cái thói quen về cái khẩu âm của mình, cách nói tiếng Nga và cách tư duy bằng tiếng Nga đấy. Đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp nào. Chúng ta sẽ xem tiếp một chữ cái nữa, đó là chữ cái L hay là chữ cái L L L đấy. À đó, chữ cái này sẽ đọc là L đấy. Chúng ta có từ club. Club. À đó, đó là từ tiếng Anh club. Đấy, club. Club tiếng Nga nó là club. Club. Đấy, club là là câu lạc bộ đấy. Lampa. 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 Stone. 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 Это стул. Стул. Лед. 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 Лимон. Лед. Лимон. 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 Класс. Класс. класс Класс là lớp học. Класс. Класс. класс Блюдо. блюдо Блюдо. Блюдо. блюдо Đó là món ăn. блюдо Блюдо. блюдо Клоун. 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 клоун Клоун. Клоун. клоун Клоун. Клоун. клоун Có chữ N đấy. yeah Клоун. Салат. клоун Салат. Salad. 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 Có âm tật. Salad. 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 Luna. Salad. Luna. 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 Vilka. 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 Đấy. Vilka.
Stoeta. Cierta. Stoeta. Esta lampa. Lampa. Stoeta. Esta stol. Stol. Stoeta. Esta stul. Stoeta. Esta luot. Luot. Stoeta. Luot. Esta cliot. Limón. Esta limón. Limón. Esta limón. 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 Stoeta. Esto glass. Esto glass. Glass. Esto este. Esto blued. Blued. Esto este. Blued. Esto este. Esto blown. 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 Esto este. Blown. Esto este. Esto salad. Esto salad. Esto salad. Esto este. Salad. Esto. Esto luna. Esto luna. Esto este. Esto este. Esto Vilka, это вилка, это вилка, вилка, это вилка, да, это вилка. Хорошо. Чья это лампа? Это моя лампа. Чей это стул? Это мой стул. Да. Чей это стул? Это мой стул. Чей это лед? Это твой лед. А, это твой лед. Чей это лимон? Это мой лимон. Лимон. Чья, да, чья это вилка? Это моя вилка. Вилка. Чья это луна? Вилка. Чья это луна? Это моя. Это наш Луна. Это наш Луна. Моя Луна. Это наш Луна Лазидай. Наша Луна. Это наша Луна. Это наша Луна. Наша Луна. Наша. Да. Чей это салат? Это мой салат. Это мой салат. Чье это блюдо? Это мое блюдо. Чей это класс? Это мой класс. Это мой класс, да? Хорошо, bây giờ chúng ta sẽ có âm chữ cái này gồm có hai âm. Đấy. À đó. À chúng ta sẽ đọc cái từ này nào. Đọc cái từ này. Centre. 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 Centre là trung tâm. Trung tâm thành phố. Centre. Gorda. Gorda là thành phố. Centre Gorda. Centre Gorda. Đấy. Cirque, cirque, cirque là dạp xiếc, cirque là xiếc đấy, xiếc đấy. Senna, senna, senna là giá cả, senna, senna, sviet, sviet, sviet là màu sắc, sviet, sviet, concert, concert, concert là buổi biểu diễn âm nhạc, concert, concert. Светок. 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 Станция. Станция. Là một nhà ga. Станция. 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 Là bến tàu điện ngầm. Станция. Станция. Giống nhau. Да. Đều là một, đều là станция. Stancia có thể là nhà ga xe lửa ở trên mặt đất. Có thể là stancia có thể là bến ga tàu điện ngầm ở dưới mặt đất đấy. Đúng không nào? Stancia. À stancia. À tiếp theo chúng ta sẽ xem xem phụ âm i. Phụ âm i. I. À phụ âm i trong tiếng Nga chúng ta sẽ gặp trong từ Майка. 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 À thầy giáo chỉ với em bằng hình ảnh rồi, thầy giáo không cần giải thích đó là tiếng Việt là gì. Đấy. À đó, chúng ta chỉ cần nhìn ảnh chúng ta biết rồi đấy. Майка. Майка. Трамвай. Трамвай. Đây cái трамвай yêu thích của em đây. Đấy. Трамвай. Трамвай. Đấy. Музей. 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 Музей đó là viện bảo tàng đấy. À музей. Музей. Đấy. À đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ có một cái từ chỉ màu sắc đó là từ синий. Синий. Đây là màu màu xanh dương đấy. Синий. Синий. Đấy. À синий. Đó là màu xanh dương. À thế vậy thì ở đây chúng ta gặp cái từ y. À có cái chữ cái y ở trong một số từ đấy. Ví dụ Майка.
Trambai. Sinhi, Trambai, sinhi. sinhi, Muse, sinhi, muse. Đấy, muse. à đó. À thì như vậy là bài học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Chúng ta chủ yếu hôm nay học là gì nào? Kiến thức chính là gì? Kiến thức chính đó là kiến thức về đại từ sở hữu. Đấy. Chúng ta phải nói được đại từ sở hữu. Và ngoài ra chúng ta làm quen tiếp với lại một số cái chữ cái ở trong bảng chữ cái tiếng Anh. Đấy. Đó. Chúng ta sẽ cố gắng là trong bài tới chúng ta sẽ cố gắng là kết thúc cái bảng chữ cái tiếng Anh. Đồng thời chúng ta sẽ nắm được một số những kiến thức cơ bản nhất về ngữ pháp của tiếng Anh đấy, để chúng ta có thể nói được những câu đơn giản. Tạ. Như vậy là bài học đến đây sẽ tạm dừng. Cảm ơn em và chúc em học tốt nhé. Đấy. Được Tốt xin biết đà rồi nhé, nhá. được xin đà nhé. Dạ. Bác ca, bác Xa ca. xỉ vợ. Đấy. Tất cả. Dạ, chào thầy. Chào em.